Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái vlog về chiếc Tiger 900 này. Hôm bữa tối hôm đó mình có một đi cái Night Ride, thì mình đang đi nó tự nhiên nó dính một cái lỗi, đó chính là cái lỗi cảm biến oxy B0130 á. Thì sau một cái thời gian mình tìm hiểu thì mình nghiên cứu thì như vậy các bạn, để mình chỉ cho các bạn. Ngay chỗ cái học hốc nhớt này nè, nó có cái cọng dây này đây. Thì cọng sau lưng cái ốp này nó sẽ có một cái rắc. Thì nó sẽ có một cái cảm biến oxy. Cảm biến oxy đâu rồi, để mình quay cho các bạn. À đây, cảm biến oxy đây. Thì cái đường dây nó đi từ cái rắc này ra. Thì nguyên nhân là do mình rửa xe á. Mình rửa xe nó bị nước vô. Nước vô là nó sẽ vô trong cái rắc ở chỗ này nè. Thành ra là nước nó bị ứ ở trong đó, thì nó sẽ báo một cái lỗi trong này, là giống như một cái mạch nó không hoạt động hay sao á, thì nó báo lên cái lỗi cá vàng. Thì hôm nay mình đã fix được nó, nên mở lên các bạn. Thì cũng dễ thôi, tại sao mình fix được là mình đem lên chiếc xe ra mình phơi nắng các bạn. Mình đem ra ngoài luôn, mình đem ra ngoài trời nắng luôn, cái chỗ nào mà nó thoáng á. Đây, để mình bật công tắc lên. Rồi. Đấy. Bật côn nữa. Đây. Nó hết báo lỗi rồi. Thì do là mình đem đi mình phơi nắng á. Đây hết lỗi, cái này chỉ là cái đèn báo ABS vẫn còn hoạt động à. Mình tắt. Thì mình sẽ đem chiếc xe này ra ngoài mình phơi nắng. Mình phơi cho nó thiệt là nóng luôn, nó kệ nó, không có tiếc gì nó hết trơn. Cái nó mình đem ra ngoài mình phơi nắng. Mình phơi xong cái mình khi mà mình vô nó sẽ giống như kiểu nó bốc hơi hết đi. Nó bốc hơi cái lượng nước ở trong đây nè. Mà mình phơi khá lâu rồi, nhưng mình phơi một cả buổi lận á. Đây. Nó có một cái rắc trong này nè, sau lưng cái ốp này nè các bạn. Đó là mình đem đi phơi nữa. Cái thế là hết lỗi. Thì do là mình rửa xe nhiều quá. Với lại hôm đó mình có dùng một cái vòi áp lực á, nó không phải cái vòi hơi. Có thể là khi mình rửa xong cái mình phun cái hơi nước nó không đúng cách. Thì nó vô tình nó tạo ra một cái áp lực. Rồi cái thường lúc đó là cái vòi nảy ra ngoài luôn. Là vô tình nó tạo một cái áp lực nước, cái lực hơi nó đưa cái nước vô trong cái rắc này luôn, thì là nước nó sẽ còn bám động ở trong đây, nó sẽ gây gọi là hiện tượng chập mạch, nhưng mà hiện tại nó đã khô rồi. Đó là lỗi B0130. Rồi nếu như sau này các bạn có gặp trường hợp này thì các bạn chỉ cần đem ra ngoài phơi nắng cho nó thiệt là khô ráo ly, rồi các bạn kiểm tra lại thì nó sẽ tự xóa cái lỗi đó. Thì cái nguồn mà mình biết được ở đó là do một cái ông bạn, ông làm trong trại ôm, thì ông chỉ mình cái cách như vậy, thì mình làm thực hiện nó đã thành công. Đấy, mình mở lại cho các bạn nè. Lớp màn hình bật không. Để mình đề máy nha, mình bóp côn mình đề máy cái. Đó. Hết mất tiêu rồi. Hết báo lỗi. Đó, mình thử vô số 1. À, đặt chân chống còn gạt. Đây. Hết báo lỗi. Ngon lành liền. Sau này các bạn có thể gặp cái lỗi mà B0130 thì các bạn có thể có cách để fix nó luôn. Thì mình đã fix thành công rồi. Chúc các bạn nếu như sau này có gặp thì biết cách để mà giải quyết.
vậy hen. Các bạn xin chào.